Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Tiếp tục chơi tựa game Phần Lan vs Zombie 2. Ok, sẽ chơi ở cửa này nữa nhé. Tiếp tục chơi thôi. Lấy bông hoa nào. Ok, let's go. Trồng hoa mặt trời đi. Tiếp tục vào trồng hoa mặt trời nhá. Trồng ngôi sao rồi đi. Thank you.
Chào và hẹn gặp lại.